chúng ta cũng có một cái thông tin đến từ Charlie Munger các bạn. Không có gì tuyệt vời hơn khi mà chúng ta bắt đầu một Chủ nhật hoặc là đầu tuần ở Việt Nam với những chia sẻ tích cực từ Charlie Munger, cánh tay phải của Warren Buffett. Thì Charlie Munger ngày hôm nay đã, đã so sánh Bitcoin như là việc ném một quả bóng thúi vào công thức tài chính truyền thống được tinh chỉnh tỉ mỹ Ông nói là Bitcoin gây sự xáo trộn trong hệ thống tài chính truyền thống, một hệ thống mà ông cho là rất an toàn. <laughs> Điều mà Thùng cảm thấy rất là thú vị đó là Charlie Munger và Warren Buffett luôn có những cái từ ngữ rất đặc sắc để mà hình dung Bitcoin các bạn. À, Thùng nhớ là trước đây họ hình dung Bitcoin giống như là thuốc chuột. Nói chung là quan điểm của Warren Buffett và Charlie Munger về crypto và Bitcoin nói riêng thì cũng không có gì thay đổi trong vòng bao nhiêu năm qua các bạn. Biết bà là bao nhiêu năm qua cho dù Bitcoin là 10 đô, 100 đô, 1.000 đô, 10.000 đô hay là bây giờ là 35.000 đô thì quan điểm cũng không có hề thay đổi. Và dùng những từ ngữ rất đặc sắc để mà hình dung Bitcoin. Nhưng mà không sao cả các bạn, Thuận vẫn rất mến ông và sẽ không quên là ngày 1 tháng 1 là sinh nhật của ông. Nhưng mà các bạn nhớ là đừng bao giờ chúc ông sống lâu trong tuổi tại vì hiện ông đã 99 tuổi rồi các bạn. <laughs> Thuận đã dở một chút mà thôi nhưng mà Thuận cũng hy vọng một ngày nào đó, thuần 99 tuổi và vẫn minh mẫn và vẫn gân như ông các bạn. <laughs> thậm chí hy vọng ngày đó thôi. Chứ còn 99 tuổi mà còn có thể đứng lên để mà chữa Bitcoin hàng ngày thì cũng rất là tốt rồi. Không còn gì bằng nữa các bạn. Và điều thú vị hơn là các bạn nên biết quan điểm của ông hay là Warren Buffett về Bitcoin ra sao thì cũng không quan trọng bằng sự thật là Berkshire Hathaway đã đầu tư vào một cái ngân hàng ở Brazil có tên là Nubank và Nubank năm nay đã là cái cổ phiếu mang đến phần trăm lợi nhuận cao nhất trong cái danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway 93% lợi nhuận các bạn còn cao hơn cả Apple cái công ty mà có sự tăng trưởng nhanh ở trong danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway và đương nhiên Nubank là ngân hàng mà cung cấp dịch vụ cho những công ty crypto ở Brazil. Chúng ta cũng có một cái thông tin khác nữa các bạn. Thông tin này được chia sẻ bởi Reuters và thông tin này nói là Israel đã đóng băng tài khoản liên quan tới Hamas tại ngân hàng Barclays thì không biết khi nào Thượng nghị sĩ Warren mới mở cuộc điều trần ở Thượng viện Hoa Kỳ về vai trò của ngân hàng trong nguy cơ khủng bố các bạn. <laughs> các bạn đã nhớ là Thượng nghị sĩ Warren là một trong những người mà cực kỳ ghét crypto và thậm chí khi mà ra để mà tái ứng cử chức vụ thượng nghị sĩ đó là lấy một cái phương hướng là gây dựng một đội quân chống lại crypto các bạn anti crypto và khi mà nghe cái thông tin liên quan đến là có thể bitcoin hay là crypto nói chung được sử dụng trong cái sự việc gần đây liên quan đến khủng bố thì ngay lập tức thương nghiệp Seawall đã mở một cái cuộc điều trần và cuối cùng cũng đã thảm bại. Thông cứ nói là sẽ chia sẻ với các bạn một số clip nhưng mà vẫn chưa có thời gian để mà chia sẻ. Nói chung đó là khi mà đến quốc hội rồi thì rất rõ ràng là những chuyên gia không phải là trong thị trường crypto này mà những chuyên gia mà được mời tới thì đều chia sẻ giống nhau đó chính là crypto có được sử dụng trong tài trợ khủng bố hay không thì đương nhiên có nhưng mà cái phần đó cực kỳ nhỏ và không phóng đại như là những bài báo như là Wall Street Journal nói cực kỳ nhỏ luôn có thể là vài trăm ngàn hay là vài triệu gì đó mà thôi trong khi phần lớn tiền là được sử dụng thông qua ngân hàng truyền thống các bạn nhưng mà các bạn thấy được là khi mà có thông tin liên quan đến những cái tài khoản ở binance bị đóng băng liên quan đến sự kiện này thì rất nhiều bài báo nói tới nhưng mà về barclays thì thường chỉ tìm thấy được là reuters nói tới mà thôi và thậm chí cũng không nằm trên trang lớn của cnbc các bạn hầu như là không muốn nói tới luôn <laughs> và chúng ta cũng nhận được một cái thông tin mới đầu đọc nên thường cũng cảm thấy là nó khó hiểu một chút. À, chúng ta thấy được là chủ tịch và CEO của công ty đầu tư Vanguard công ty rất là lớn và thực ra nhiều bạn thường là thường thường dùng nhất là ứng dụng nào để mà mua ETF, mua stock ở Hoa Kỳ thường thường dùng VenGO, các bạn tay bị phí nó rất là rẻ và những cái quỹ etf của vanguard cái phí hàng năm cũng rất là rẻ luôn à, và chúng ta thấy được là tim Buckley là ceo của vanguard đã nói là công ty vanguard sẽ không có theo chân của những công ty phố wall kia à, để có thể có một cái bitcoin spot etf à, tại vì sao tại vì vanguard nói là họ sẽ không có quỹ etf cho bất cứ một tài sản nào mà họ nghĩ là không có giá trị nội tại và họ chỉ quan tâm đến những tài sản như là trái phiếu hay cổ phiếu mà thôi điều này cũng rất là bất ngờ các bạn Tại vì các bạn nên biết là khi chúng ta nhìn vào những cái công ty liên quan đến crypto lớn như là MicroStrategy, các bạn thấy được ở đây là cái tài liệu bên dưới cho thấy được là những người nào mà là chủ sở hữu cổ phần lớn nhất của MicroStrategy. Các bạn có để ý thấy là đứng thứ nhì lại không? Chính là The Vanguard Group các bạn, họ sở hữu hơn 8% của tổng cổ phần của MicroStrategy, là một cổ đông cực kỳ lớn. Và chúng ta nhìn một công ty nữa các bạn, đó chính là Coinbase. Coinbase các bạn có biết là bên dưới này đó đơn vị nào sở hữu nhiều cổ phần nhất còn nhiều hơn cả ARK Invest và nhiều hơn cả BlackRock đó chính là Vanguard họ sở hữu hơn 10% cổ phần của công ty Coinbase cho nên tôi cảm thấy là rất là khó hiểu khi mà họ nói là uh, Bitcoin không có giá trị nội tại trong khi họ là cổ đông lớn của MicroStrategy hay là Coinbase thì suy nghĩ kỹ hơn đó khi mà tuần nhìn vào danh sách những cái ETF uh, được vận hành bởi Vanguard thì phần lớn các bạn thấy được là những ETF này đang là dựa vào cổ phiếu và trái phiếu mà thôi thậm chí uh, khi các bạn nhìn vào cái quỹ ETF này và các bạn uh, nhìn vào uh, giống như là vàng đi thì cũng không có quỹ ETF nào liên quan tới vàng hay là các bạn nhìn vào uh, Precious Metal là những cái loại kim loại cũng không có luôn các bạn. Nói chung đó là Vanguard là một công ty đầu tư cực kỳ truyền thống và đối với họ đó, ngay cả những cái cổ phiếu mà liên quan đến công nghệ bình thường đó giống như chúng ta nói tới những công ty như là Google, Apple, như cho các bạn thấy thì họ có một cái cách xếp hạng rủi ro từ 1 tới 5. Một đó là không rủi ro cao và năm là cực kỳ rủi ro và các bạn thấy được là ngay cả cái quỹ liên quan tới công nghệ của họ trong đây là chúng ta thấy đã có những cái công ty thông thường đó, thì họ cũng đã cho cái phần trăm rủi ro là cực kỳ cao là con số năm à, có nghĩa là đây là một công ty mà họ cực kỳ cẩn thận đối với lại việc đầu tư à, và ngay cả vàng cũng không có thì cũng đồng nghĩa họ cũng không có nghĩ vàng coi giá trị nội tại đương nhiên các bạn có thể đồng ý hay không đồng ý nhưng mà tôi cảm thấy ngay cả vàng cũng không có quỹ ETF nào từ Vanguard ha, à, thì không có lý do gì mà Vanguard lại có quỹ ETF liên quan tới Bitcoin đó là về Vanguard à, chúng ta cũng có một cái thông tin rất là lớn ngày thứ sáu thì đã chia sẻ trên mạng xã hội với các bạn đó chính là Fed đang không vui vì một sự việc liên quan tới Bitcoin Magazine các bạn Bitcoin Magazine là một cái công ty mà họ phát hành à, những cái à, cuốn tạp chí liên quan tới Bitcoin Và họ có trang web cũng rất là lớn và chia sẻ thông tin hàng ngày Và họ cũng có một cái trang web mà bán hàng hóa các bạn Giống như là nón hay là liên quan tới áo lạnh hay là áo thùng tay ngắn thì uh, các bạn thấy được là Fed đã gửi một lá thư nghĩa là cục dự trữ liên quan tại Hoa Kỳ nhiều bạn comment bên dưới cái tweet này cảm thấy là cũng uh, đã hiểu nhầm tưởng đây là SEC nhưng mà đây là Fed các bạn cục dự trữ liên quan tại Hoa Kỳ họ đã gửi một lá thư là nói là phải ngưng lập tức và họ đe dọa sẽ kiện bitcoin magazine tại vì sao các bạn tại vì sao mà john powell lại không vui thì uh, cái việc mà họ cáo buộc đó chính là liên quan đến quần áo bán với logo chế diệu hệ thống FedNow nào của họ không được bảo vệ bởi quyền tự do ngôn luận mà là vi phạm bản quyền. có nghĩa là chúng ta thấy được là trên trang web của Bitcoin Magazine đó, thì họ có bán những cái nón, những cái quần áo nó có cái logo Fed Now. thì Fed nói là những cái logo này đó là có bản quyền và đây là vi phạm bản quyền. và chúng ta thấy được là đã nhiều tháng đó Bitcoin Magazine luôn ra sức cảnh báo mọi người về Fed Now và đây không phải là một hệ thống Đơn giản là chuyển tiền nhanh mà còn là một hệ thống kiểm soát toàn cầu vì rất nhiều quốc gia sử dụng đồng đô la. Và sau đó các bạn thấy được là Bitcoin Magazine đã thêm cái con mắt vào logo của FedNow à, rồi in lên nón và áo để bán. À, chúng ta đã nhìn thấy trên màn hình đã thêm vào cái con mắt như các bạn thấy. Đương nhiên, Chủ tịch John Powell không có hài lòng về vấn đề này các bạn cho nên bây giờ đã gửi một lá thư nói là nếu như không ngừng thì sẽ kiện công ty Bitcoin Magazine. Về một góc cạnh nào đó, đó, thật ra họ cũng không có phải tấn công Bitcoin trực tiếp hay gì hết các bạn Trên căn bản đó họ đã thông minh hơn Và họ đã nói là đây là vi phạm bản quyền Thay vì là họ dùng một cách khác để cho Bitcoin Magazine không tiếp tục chia sẻ những logo này nữa Thì họ lại dùng là vi phạm bản quyền Nó có cái trọng lượng cao hơn Và tôi cảm thấy là khả năng Bitcoin Magazine cũng phải sẽ ngưng Nếu không muốn ra tò với lại Fed Và chúng ta cũng chuyển qua nói tới SEC đi Thì SEC đó trước đây đã có cái tin đồn Không phải là sự thật các bạn Nhưng mà tin đồn đó là SEC có thể đòi hỏi công ty Ripple phải tống phạt tới 770 triệu đô la để có thể là hai bên thỏa thuận. Tại vì các bạn đã biết là phần lớn trong cái vụ kiện này thì SEC đã hoàn toàn thua nhưng mà họ chỉ thắng một phần mà thôi. Đó chính là cái số lượng đồng XRP được bán bởi Ripple cho những tổ chức đầu tư. Tại vì họ bán trực tiếp và họ có những cái thông tin gửi đến cho những nhà đầu tư là mua đồng XRP này sẽ có lời bao nhiêu thì chẳng khác gì đó là một cái hợp đồng đầu tư. Cho nên họ thắng cái phần đó, một phần nhỏ thôi các bạn nhưng mà có tin đồn là họ cần tới 770 triệu để có thể là giữ được mặt mũi của mình. Nhưng mà các bạn thấy được là bây giờ đó ước tính của nhiều người cho là cái phần đóng phạt đó chỉ đâu đó khoảng 20 triệu mà thôi. Và cái phần đóng phạt này đó cũng gần như phù hợp với những gì chúng ta đã thấy đối với EOS các bạn. EOS thì cũng đóng phạt. Thôi nhớ là cũng cỡ đó 2 chục triệu rồi sau đó cứ tiếp tục phát triển mà thôi. À, và Thuận đã từng chia sẻ với các bạn cả công ty của Thuận đang làm đó, khi mà bị phạt mới đầu thôi giống như là ờ, phạt là hai ba chục triệu nhưng mà khi mà hai bên ngồi xuống thỏa thuận rồi đó thì đức là bình thường giảm xuống 90% các bạn nghĩa là còn 2 3 triệu mà thôi cũng là một điều thường xảy ra con số ban đầu đây chỉ là con số để hai bên bắt đầu đàm phán thôi chứ không phải là con số cuối cùng nhưng mà nếu như mà Ripple chỉ đóng 20 triệu thì coi như Ripple đã thắng 99.9% rồi các bạn dựa theo được sư John Deaton tại vì những gì quan trọng Ripple đã hoàn toàn thắng XRP không phải là chứng khoán và giao dịch XRP trên sàn cũng không có vi phạm được chứng khoán. Chúng ta có một số những cái thông tin nhỏ khác tôi muốn chia sẻ với các bạn. Rồi chúng ta sẽ nói tới danh mục đầu tư và chúng ta đương nhiên sẽ cùng nhau chung bình giá cho Cardano tuần này. Thì nói tới Twitter hay là X các bạn thì cuối cùng chúng ta cũng đã thấy là Elements đã cho ra cái phiên bản AI của mình có tên là Croc và thuận thì chưa sử dụng nhưng mà dựa theo những gì mà Elements nói đó thì sẽ tốt hơn cả chat GPT. Nhưng mà theo đọc bên dưới này đó, thì tốt hơn một phần mà thôi các bạn tại vì cái phiên bản ban đầu này đó của Elements thì nếu như mà tính theo toán học và coding thì tốt hơn là chat GPT phiên bản 3.5 nhưng mà không bằng phiên bản uh, GPT-4 có nghĩa là phiên bản mà các bạn trả tiền để sử dụng đó phiên bản đó thì đối với Thuận nó cũng rất là tốt rồi đương nhiên chưa hoàn toàn hoàn hảo nhưng mà Thuận thì chưa sử dụng cái phiên bản đến từ Elon Musk nhưng mà có một điều đó Thuận cảm thấy thú vị là cái AI của Elon Musk ai này sẽ có thể tiếp cận trực tiếp với thông tin ở trên twitter và twitter bây giờ đã đã trở thành một nơi mà các bạn nhận được thông tin nhanh nhất có thể nói là báo chí bây giờ đó cũng không nhận được thông tin nhanh bằng twitter nữa các bạn thậm chí chúng ta thấy được là liên quan đến tài chính liên quan đến chính trị twitter là nơi mà các bạn nhận được thông tin đầu tiên à, và các bạn thấy được là một trí tuệ nhân tạo một ai mà có thể tiếp cận được với thông tin twitter trực tiếp và những cái AI khác không thể tiếp cận được tại vì đương nhiên Elon sẽ không có cho tiếp cận đâu các bạn thì sẽ có rất là lợi thế trong việc là nhận được thông tin mới nhất và thậm chí thường có thể nghĩ là một thế giới nào đó trong tương lai chúng ta sẽ không có những cái tò báo hay là những cái trang web chia sẻ tin tức và chúng ta sẽ có AI trực tiếp cung cấp tin tức lên trên những trang web đó các bạn và chúng ta cũng có một số những sự kiện đáng tiếc cuối tuần này liên quan tới hát các bạn và lừa đảo thì uh, theo thường biết là những bài nào mà sử dụng cái App Store của Microsoft đó, thì uh, đã có một cái phiên bản lừa đảo Ledger và một số người đáng tiếc đã tải xuống các bạn và phiên bản lừa đảo này đó thì kêu gọi người ta là phải cung cấp 24 ký tự và đáng tiếc các bạn đã thấy được là có một số người đã cung cấp và dẫn đến đã có một số lượng tiền bị mất đi tổng cộng là khoảng 16.8 BTC nghĩa là khoảng 588.000 đô các bạn đã bị lấy mất đi tại vì một số người đã cung cấp 24 ký tự cho cái app giả này. Đối với những cái ví crypto đã ví lạnh hay là ví nóng cũng như nhau các bạn 12 hay 24 ký tự là cái quan trọng nhất Chỉ cần có cái đó người ta có thể lấy được tiền các bạn Cho nên cái đó các bạn cần phải bảo vệ cực kỳ cẩn thận Và chúng ta cũng có một cái thông tin đáng tiếc đến từ Monero Các bạn đây là một cái đồng mà giao dịch ẩn danh Thì đây là một cái sự kiện xảy ra với lại cái ví community Nghĩa là cái ví công cộng của Monero Thì cái ví này đã là dùng để mà trả tiền à, mướn mặt bằng trả tiền cho những developer thì đã có tổng cộng là 2.675 hầu như tất cả tiền đã bị lấy cắp đi tổng cộng là khoảng gần 460.000 đô các bạn. Bây giờ đó thì cái đội Monero vẫn chưa biết tại sao lại có chuyện này xảy ra nhưng mà đáng tiếc số tiền này đã bị hacker lấy đi rồi các bạn. Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà cập nhật cái account crypto của Thuận thì các bạn đã biết là mỗi 2 tuần đó Thuận cập nhật cái danh mục đầu tư của Thuận để các bạn dễ theo dõi. Khi mà các bạn nghe thông tin hàng ngày thì các bạn sẽ biết được là tại sao Thuận lại nghĩ như vậy. Các bạn sẽ biết là Thuận đang lưu trữ đồng nào thì nó sẽ rõ ràng hơn. Và đương nhiên thông tin chỉ dùng để mà tham khảo, không phải là lời khuyên đầu tư vì mỗi bạn đã sẽ có một vị thế, thời gian mà nhu cầu đầu tư khác nhau. Thì mỗi hai tuần thường đều nói cái tương tự như vậy mà lần này quan trọng hơn bao giờ hết. Tại vì các bạn đã thấy được là hai tuần qua đó thì với sự tăng giá của crypto thì Thuận đã chốt được một phần rồi các bạn và một phần nhỏ mà thôi và chủ yếu là để cân bằng lại cái phần trăm tiền mặt của mình và điều này quan trọng tại vì không phải là thuận chốt lời các bạn cũng nên chốt lời hay là không phải thường đầu tư các bạn cũng nên đầu tư mỗi bạn đều có một vị thế khác nhau các bạn đã biết là thuận đã trung bình giá rất là nhiều bắt đầu là từ tháng tư của năm ngoái cho nên vị thế của thuận sẽ khác đối với rất nhiều bạn và thuận cũng đã trung bình giá nhiều năm và cái giá trung bình của thuận bắt đầu là từ 7 năm trước các bạn so với lại bây giờ đó thì nó sẽ khác rất nhiều so với những bạn mà chỉ mới chung bình giá 1 2 năm mà thôi. Cho nên đó là điều mà các bạn nên hiểu thông chỉ chia sẻ để các bạn có một thông tin mà thôi cũng giống như là các bạn có thể theo dõi quá trình đầu tư của Thuận và đó cũng là điều mà Thuận hy vọng mang lại. Ở đây cũng giống như là một cái nhật ký đầu tư các bạn kênh này đó mới đầu lập ra là với tiêu chí đó và bây giờ cũng như vậy các bạn giống như là một cái nhật ký đầu tư Thuận muốn chia sẻ với các bạn và chia sẻ những thông tin thú vị trong cái con đường đầu tư crypto này và mới đi thôi cũng là 7 năm rồi các bạn thì các bạn đã biết là không những là bắt đầu từ tháng 4 năm ngoái à, Thuận bắt đầu tập trung chung bình giá và tháng 12 của năm ngoái đó Thuận đã trở lại công ty để có thêm tiền chung bình giá các bạn và các bạn cũng đã biết là sự cố liên quan tới ngân hàng SVB và USDC vào tháng 3 đã khiến cho Thuận đã di chuyển hầu hết tất cả đồng stablecoin USDC của mình đi vào Bitcoin các bạn và lúc đó Bitcoin chỉ có 19-20 ngàn đô mà thôi cho nên Thuận có một vị thế rất là khác so với là nhiều bạn và để thuần chia sẻ cái danh mục mới nhất liên quan đến crypto Rồi chúng ta sẽ nói tới tổng danh mục đầu tư Thì liên quan đến crypto đó thì các bạn đã thấy được là về phần trăm Bitcoin nữa thì không thể nói nhiều các bạn Cũng khoảng chừng là 69% tăng một chút xíu tại vì giá Bitcoin cũng đã tăng hai tuần qua Ethereum đó, thì các bạn thấy là cũng có một cái sự tăng trưởng tại vì giá Ether cũng tăng về đồng BNB đó thì các bạn thấy được tại BNB thì không tăng nhiều bằng những đồng altcoin khác. Cardano đó thì các bạn thấy được là cũng có một cái sự hồi phục. XRP thì không thay đổi nhiều. Cái sự thay đổi lớn nhất trong danh mục đầu tư này đó chính là MADIC các bạn. MADIC thì lúc trước lưu trữ cũng rất là ít các bạn. khoảng chừng là 0.3% mà thôi. Nhưng mà bây giờ các bạn thấy được là đã trở về 0% tại vì thông đã quyết định là sẽ không lưu trữ MADIC nữa. Có phải là MADIC có vấn đề gì không thì không phải đâu các bạn. Chỉ là chúng ta bây giờ đã, đã bắt đầu có sự sôi động trở lại và cái sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt của những cái layer 2 của Ethereum cho nên Thuận đã quyết định là thà lưu trữ Ether bây giờ còn hơn là lưu trữ Matic đó là quyết định cá nhân của thùng mà thôi Matic có thể trở thành nền tảng layer 2 và có sự tăng trưởng rất là nhiều đối với lại giá cả điều đó là điều hoàn toàn có thể nhưng mà Thuận chỉ nghĩ đến là đối với Thuận đó thì Thuận thích lưu trữ Ether bây giờ hơn à, Và đồng đố thì cũng không thay đổi nhiều các bạn Solana đó thì đương nhiên tăng tại vì giá sâu cũng tăng Và một phần khác nữa các bạn thấy cũng giảm đó chính là orders Thì trong đây chúng ta cũng đã biết là có một số những cái đồng nhỏ khác như là thân coin và một số những đồng mà chưa đầy một phần trăm nữa Thì Thuận gộp lại trong cái phần gọi là orders này Và các bạn thấy cũng giảm một chút xíu Thì phần lớn đó các bạn thấy được là Thuận bán ở trong phần orders này và một phần liên quan tới Matic. Và chúng ta có thể nhìn thấy được là tổng danh mục đầu tư của Thuận ngay bây giờ thì các bạn thấy là cái phần khác biệt lớn nhất đó chính là tiền mặt. Thì các bạn thấy được là tiền mặt đó thì tăng từ 6.6% lên tới 897% thì cũng tăng nhưng mà không bao nhiêu nhiều lắm tại vì thường chỉ chút lời một phần nhỏ mà thôi các bạn để mà chủ yếu cân bằng lại cái phần tiền mặt của mình. Tại vì những bạn nào mà theo dõi kênh cũng đã biết là thuần đó thì có tiêu chí là thích lưu trữ tiền mặt ít nhất là 25%. Chúng ta có nhìn thấy được là những cái thời điểm như tháng 4 năm ngoái đó bắt đầu downtrend thuận có tới 33% tiền mặt lực các bạn và thuận bắt đầu là dùng tiền mặt để mà chung bình giá vào cộng với đợt tiền lương thì các bạn thấy được là cho tới tháng 2 của năm nay thì vẫn còn 27% tiền mặt nhưng mà đột ngột từ 27 còn có 7.5 mà thôi. Tại vì sao các bạn? Tại vì chúng ta cũng đã biết đó chính là cái hiện tượng USDC. À, rồi sau đó tới bây giờ chỉ còn có 6.6 thôi các bạn. thường được thích lưu trữ hơn tiền mặt một chút xíu các bạn để thuận có thêm tiền khi cần thiết để mà tiếp tục trung bình giá. Cho nên chủ yếu là để cân bằng lại crypto đó thì mặc dù là thuận đã bán một phần nhỏ nhưng mà các bạn thấy là phần trăm crypto trong danh mục vẫn tăng tại vì giá tăng hơn tốc độ nhanh hơn so với lại cái số lượng mà thuận chốt lời. Còn về cổ phiếu đó thì giảm xuống không phải là thuận bán mà tại vì phần trăm crypto tăng lên, phần trăm tiền mặt tăng lên thì đương nhiên phần trăm của hai cái còn lại phải giảm xuống và cổ phiếu là 3,92 và bất động sản là khoảng 29% hiện tại và đương nhiên trong đó là có nhà thuận ở nhà cho mướn vân vân và đây là cái danh mục đầu tư thùng muốn chia sẻ với các bạn và nên nhớ có những cái quy định thùng lập ra mà thùng muốn chia sẻ với các bạn nhiều khi lập độc lợi nên nhiều bạn cảm thấy nhàm chán nhưng mà thùng cảm thấy quan trọng để nhắc nhở các bạn thứ nhất là đừng tin ai hết các bạn nhất là ở trong thị trường crypto này đừng nói tới những người mà họ chia sẻ những thông tin không đúng với các bạn ngay cả những người mà họ thật sự muốn giúp đỡ các bạn nên nhiều khi họ cũng tự phạm sai lầm cho nên đừng tin ai và nó đi song song với là tự tìm hiểu các bạn năm nay đó như thường nói đã là năm 2023 rồi thông tin thì đầy hết luôn thông tin tiếng việt cũng có tiếng anh cũng có không giống như là năm 2016, 17 đâu thông tin nhiều hơn là các bạn có thể đọc cho nên tự tìm hiểu đó đối với thuận dễ dàng hơn bao giờ hết đừng có lười biến hãy tự tìm hiểu tự giữ crypto lý tại sao thì không cần nói nhiều nữa FTX BlockFi Voyager biết bao nhiêu sự kiện năm vừa rồi nhớ chốt lời các bạn tại vì nếu các bạn không chốt lời người khác sẽ chốt lời giùm các bạn và phân bổ vốn cực kỳ quan trọng không những là phân bổ vốn trong thì crypto mà cần phải phân bổ vốn trong những cái mạng đầu tư khác nhau phân bổ vốn đó không phải là để tối ưu hóa lợi nhuận mà phân bổ vốn để mà làm giảm đi rủi ro không vay mượn đầu tư đã căng thẳng rồi các bạn các bạn vay mượn đầu tư đó thì lại càng căng thẳng hơn và zoom out đầu tư dài hạn đương nhiên luôn luôn là tiêu chí của kênh này và hôm nay là ngày chủ nhật thì cũng giống như là mọi chủ nhật thường sẽ cùng các bạn chung bình giá account demo account demo này đó là được tạo trên congetgo như bạn có thường làm sao để mà tạo thì các bạn lên trên congetgo các bạn bấm vào login hay là các bạn có thể là tạo một cái account hoàn toàn miễn phí và các bạn có thể bắt đầu thử chung bình giá bằng account demo này đương nhiên đây là account demo không phải là tiền thật nhưng mà để thôi nhắc lời các bạn nhớ là chúng ta đã bắt đầu trung bình giá vào Bitcoin và Ethereum bắt đầu từ ngày 4 tháng 4 của năm ngoái lúc đó giá Bitcoin là 46.000 đô và giá của Ethereum là 3.500 đô thì cho tới bây giờ đó mỗi một tuần chúng ta cùng nhau chung mình giá 100 đô vào Bitcoin và Ethereum cho dù giá bây giờ vẫn còn thấp hơn nhiều so với mức giá chúng ta bắt đầu nhưng mà cao này vẫn đang có lãi là 30% các bạn và thật ra đã có lãi cách đây là nhiều tháng rồi và phần lớn đó, cái lãi này là đến từ Bitcoin các bạn trung bình giá Bitcoin từ tháng 4 năm ngoái tới bây giờ từ lúc 46.000 đô đó thì ngay bây giờ các bạn đã có lời là 44% còn Ethereum là 16% thì hôm nay cũng giống như là mọi khi chúng ta sẽ cùng nhau trung bình giá 100 đô vào Ether và 100 đô vào Bitcoin thì chúng ta sẽ bắt đầu từ Bitcoin các bạn. Và cái giá trung bình chúng ta đã mua Bitcoin là 24.000 và nó từ từ nâng lên tại vì các bạn thấy giá có sự tăng trưởng và trung bình giá tốt nhất là khi nào các bạn đã biết là khi mà giá giảm xuống các bạn chứ không phải giá tăng lên tại vì khi giá tăng lên cùng một số tiền chúng ta mua được ít Bitcoin hơn cho nên trung bình giá hiệu quả tốt nhất là khi mà giá xuống và chúng ta bây giờ hãy trung bình giá cho tuần này thì 100 đô đó chúng ta bây giờ chỉ có thể mua được wow các bạn 0.0029 mà thôi. Wow, mắm submit thì coi như chúng ta cũng đã trung bình giá xong cho tuần này à, cho Bitcoin. Chúng ta sẽ làm điều tương tự đó với Ethereum thì cũng tương tự các bạn, Ethereum bây giờ đã là 1878 rồi. Thì chúng ta có thể nhìn thấy được là 100 đô chỉ có thể mua được Thuần ước gì uh, con Jetco có thể cho chúng ta điều chỉnh cái số lượng tiền bên dưới này là sẽ lẻ hơn các bạn. Thay vì là thuần phải thử xem coi 100 đô là bao nhiêu Ether như thế này là 0.0532 Ether. Thuần sẽ bấm submit thì coi như chúng ta cũng đã thành công trung bình giá cho account này tuần này các bạn. Một lần nữa thì bây giờ chúng ta đang có lời là 30%. Tuần sau chúng ta lại sẽ tiếp tục trở lại để xem coi account này ra sao và tiếp tục trung bình giá hàng tuần với các bạn. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link của mình dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay để giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Bitget, Binance, và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình nhưng mà nào mà sử dụng sàn dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch, dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn